Em chào anh ha. Theo em được biết thì ở trên Facebook có một cái nhóm làm từ thiện có tên là cái nhóm từ thiện Hải Anh. Thì em thấy nhóm hoạt động cũng rất là có hiệu quả. Thì em cũng muốn biết một số cái đôi nét về cái quá trình mình, tại sao mình có những cái tư tưởng mà mình làm từ thiện. Mời anh cho một vài cái ý kiến. Thì theo anh á, lúc trước á, thì cái ý tưởng này anh cũng có từ nhỏ rồi, nhưng mà anh chưa thực hiện được mà tới năm 2018 là anh có tham gia địa phương và anh thấy anh có làm phối hợp với chương trình bên đoàn thanh niên và làm chương trình mà gian hàng không đồng, thì anh thấy bà con đến nhận những bộ quần áo mà con rất là vui vẻ và có như cảm động. Vì đó mà có ý nghĩ thành nhóm thiện nguyện với anh. Thì mới lúc đầu á, thì anh chỉ cho những bộ đồ quần áo cũ thôi, chỉ lại làm những chương trình cộng đồng như là làm chương trình trung thu cho mấy trẻ em nghèo, chưa có lúc đó thì chưa có giúp mảnh đời khó khăn. Và làm khoảng 5-6 tháng thì có một anh tên là Dương Nhân Mừng, là anh bị tai nạn xe, anh bị xe cán một chân và gia đình anh cũng khổ. Thì mình có một bạn rủ anh chung tay giúp đỡ mà anh ấy là viết bài vận động bà con trên cộng đồng mạng để giúp anh ấy. Thì lúc đó thì anh thấy mọi người ai cũng vô cũng bình luận và đăng ký tham gia giúp anh ấy, gửi như là trực tiếp đến cho cũng có, mà gửi tiền cho anh để trao cho những cho gia đình nó cũng có, mà cho rất nhiều, anh thấy cái tình ấm áp nó rất là nhiều. Nên từ đó tới lúc đó là anh phát triển tới giúp những mảnh đời khó khăn. Cho đến nay thì nhóm từ lúc mà có ý tưởng và thực hiện được cho đến bây giờ là được 2 năm 6 tháng đó. Rồi trong thời gian qua thì nhóm đã giúp rất là nhiều mảnh đời khó khăn trong tỉnh, trong tỉnh nhà mình có, tỉnh bạn cũng có. Nói chung là nhóm mình đó, là không có mà phân biệt tỉnh nào, nói chung ở đâu có mảnh đời thì nhóm sẽ đến giúp. Nhóm sẽ xác minh và làm những thực tế, cũng như là mình muốn là tiền mạnh thường quân ủng hộ lúc nào cũng phải cho đúng người, đúng nơi, đúng chỗ và thực tế tiền tới tay mảnh đời. Nhiều khi những bài viết của mình á, cho viết về mảnh đời có cách đây cũng 4 tháng là viết về mảnh đời, nhưng mà hình như họ không có duyên, mạnh cộng đồng không ai cho á, mình thấy cũng tủi thân. Nói chung á, vô công việc này á thì nói chung không gọi là dễ. Làm thì ai lúc chưa làm mà ai kỹ cũng dễ hết, nhưng mà vô cuộc thì mới biết cái cảnh rất là khổ. Nhưng mà vì cái đam mê, nhưng mà vì cái tâm của mình nữa, thì cho dù vất vả gian nan như thế nào mình cũng vượt. Khi mình lên lịch đi, cho dù anh em có tham gia đi chung hay không quan trọng, mình lên là mình đi, cho dù khó cũng phải đi, một mình vẫn phải đi, khó như thế nào cũng phải đi. Thì tại vì người mảnh đời cần thì mình đi. Khi mình lên viết bài giúp đỡ họ thì tiền mạnh thường quân gửi thì bắt buộc mình phải trao tặng tay cho người ta. Cái đó là một lần không cái quy định của tôi lập đưa ra như vậy. Làm cái gì cũng có quy tắc riêng của nó, không phải là muốn đăng là đăng. Nhưng mà những cái nói chung với cộng đồng mạng biết luôn, là nhóm tôi đặc biệt là không có mà nghe nhìn những cái bài chia sẻ của không rõ nguồn gốc mà đi giúp đỡ. Nhóm giúp đỡ những mà mảnh đời mà nhóm đi xác minh thực tế đến tận gia đình rồi mới giúp, chứ không có giúp theo là chia sẻ những mọi người của mọi người.
từ ngày mà nhóm, nói chung là nhóm Thiện Hội An này á, không ghi gì giúp những mảnh đời, nói chung gì trong khả năng của nhóm làm được thì nhóm giúp hết. Dạ, bây giờ nhóm mình thì em thấy hoạt động rất là hiệu quả đó, và được hiện tại bây giờ thì cái trang Facebook của mình đó là rất là nhiều người theo dõi, hay được biết thì là khoảng trên 2.000 người, tức là cái nhóm mình đang làm việc rất tốt. Thì em cũng muốn hỏi luôn là khi mà mình hoạt động đó thì mình có xin phép các cái cơ quan của địa phương hay gì không ạ? Thì thường nhóm hoạt động chung, hoạt động á, đi hoạt động á, thì có phối hợp với địa phương. Khi mình đến ví dụ mảnh đời ở Phụng Hiệp thì mình liên hệ với xã đó. Nói chung đi đến chỗ nào thì nhóm cũng liên hệ với địa phương, cũng như là cho nó biết á, là mảnh đời đó mình đã có giúp rồi, thì cho địa phương biết, cũng như theo dõi tiếp mình. Nhiều khi họ lừa đảo thì nhà nước sẽ làm gì họ. Mình tham gia với địa phương là để cũng như là địa phương cũng cho biết là mình đã giúp mảnh đời ở địa phương họ. Mà không lẽ phải để mình phô trương hình thức, nhưng mà để cho địa phương biết là mình đã giúp được họ đó rồi, cho địa phương nó bớt gánh nặng đi phần nào. Tức là phải có địa phương thì mình mới hoạt động được, nó mới tốt được. Đúng rồi, mình làm gì mình cũng phối hợp. Dạ đúng rồi, phối hợp thì sẽ hay hơn, hiệu quả hơn. Thì mình làm cái điều gì thì mình đều chấp được sự đồng ý của mọi người thì sẽ hay hơn. Đặc biệt là cái cơ quan chính quyền địa phương. Đúng là rồi. Hay nhất. Thường thường thì bên nhóm Thiện Nguyện Anh cũng có phối hợp với các như ban ngành như làm chương trình cộng đồng giúp bà con, như cũng như là chương trình trung thu, rồi chương trình phát quà này nọ, đều liên hệ liên kết với xã phường. Đó là rất hay. Hiện tại thì nhóm mình có một cái cơ quan, một cái trụ sở gì không ha anh Hải Anh? À, nhóm thì có điểm tập kết là ngay chân ấy trước cửa lò quay của anh á. Dạ, yeah, trước cửa lò quay. Tức là mình chưa có cái, hiện tại mình chưa có trụ sở. Đúng rồi, không, chưa có trụ sở. Dạ. Yeah. Thì cái điểm đó nhà thì cũng rộng. Thì em hy vọng là khi mình hoạt động có hiệu quả đó thì mình sẽ có được cái trụ sở làm việc ha. Thì nhóm sẽ cố gắng sẽ có một cái nhân phẩm riêng. Dạ đúng rồi, nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ hay hơn. Dạ. Nhưng mà để phát triển sắp tới thì bắt buộc phải có. Đúng, đúng rồi đó. Phải có, cũng như là có điện thoại. Khi mạnh thường quân điện thì cũng có người nghe. Đúng rồi. Nhiều khi mình làm công chuyện nhiều thì mình không bắt máy được thì cũng có lỗi với mạnh thường quân. Cái đó là cái lỗi của mình. Thì do công việc mà mong mọi người cũng thông cảm. Và hiện tại thì mình, cái nhóm mình hoạt động như thế nào ạ? Lịch hoạt động của mình như thế nào? Có thể trình bày cho khán giả được biết, cho mọi người được biết. Thì nhóm á, lịch cái hoạt động của nhóm á, thì nhóm có tổ chức cái chương trình là cố định. Là chương trình đó là chương trình phát cơm từ thiện vào thứ sáu hàng tuần. Yeah. Phát cơm từ thiện vào thứ sáu hàng tuần. Ừ. Thì mình giúp cho những địa điểm mình phát ở đâu thế anh ha? Tại chỗ ngay chân khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Yeah. Ngay chân chợ Vị Thanh. Yeah. Là một đối tượng mình giúp đỡ là bán những cô chú bán vé số và lao động nghèo. Yeah. Cũng như mình cho họ một phần cơm cho bữa đó, họ không có tiền mua, họ để dành dụm một số tiền, họ làm những chuyện chính đáng thôi. Dạ. Dạ em không biết là cái nhóm mình hoạt động thì cái kinh phí của mình hoạt động thì như thế nào ạ? Thì hiện giờ trong nhóm thì có 100 mười mấy thành viên. Mỗi lần anh em thì có đóng theo quỹ từ thiện tình nguyện. Dạ. Ai có nhiều khả năng đóng nhiều thì đóng, nhưng mà quy định nhóm thì một tháng 100.000. Yeah. Ai có khả năng đóng thì đóng, nhưng mà ai không có khả năng thì thôi không ép, cũng như là giờ tình nguyện thôi, mình mà phải không trả được. Yeah. Ai có nhu cầu, ai có thoải mái thì đóng. Đó. Hiện tại thì nhóm mình ai là nhóm trưởng và có nhóm phó gì không ạ? Nhóm phó thì có, nhưng mà nhóm phó do đi học nên ít có mặt hơn. Yeah. Nhóm trưởng là tôi. Yeah. Nhóm trưởng là anh Hải Anh ha? Đúng rồi. Hay đó. Tôi cũng nói ra một điều luôn. Yeah. Tên đáng lấy ra lúc trước á, cái tên nhóm là không phải tên nhóm Thiện Nguyện Hải Anh. Yeah. Tên nhóm là tôi lúc trước ý định của tôi đặt là nhóm thanh niên tình nguyện, nhưng mà cho anh em thành viên nói nhóm thanh niên tình nguyện trùng nhiều lắm, ở đâu cũng có. Yeah. Trùng nhiều lắm thì họ đặt cái tên, để tên anh luôn đi,
anh tôi luôn. Yeah. Anh em thống nhất thì để từ đó tới giờ để nhóm thiện nguyện hai anh. Giờ cái hướng hoạt động trong tương lai của mình như thế nào ạ? Hướng sắp tới trong tương lai của nhóm là nhóm sẽ có một số hoạt động như là dịch vụ để gây quỹ. Yeah. Như là giữ xe. Yeah. Giữ xe, dịch vụ giữ xe cho đám cưới. Cũng như là tạo công an việc làm cho những anh em thất nghiệp. Và cũng như chích mặt phần nào đó để gây quỹ từ này. Và cũng như là cái quỹ đó đó là mình đưa vô kinh phí. Mỗi lần anh em đi đâu giúp mảnh nợ đó, lấy tiền mấy trăm xăng, lo cho anh em ăn uống. Thì làm gì cái gì cũng mới đông ra đó, tiền nào mà giúp mảnh nợ thì mảnh nợ, ra mảnh nợ. Còn kinh phí để cho anh em ăn uống thì bắt buộc phải lo. Bây giờ để anh em đi cùng với mình mà đỡ người ta tốn kém đó, thì cũng tiền. Ai cũng đâu có tiền nhiều mà để theo mình nổi. Mình phải lo cho họ, tiền như một chút ít gì đó mà để họ theo mình. Nhiều khi bây giờ như anh đi, ví dụ anh không có tiền bơm xăng, quá vậy anh đi giúp người ta. Và anh không có, ví dụ anh đi mình giúp người ta mà anh đói, vậy anh làm sao? Ít nhất mình muốn giúp người ta, mình phải lo cho bản thân trước cái đã. Thì nên anh đã, cái hoạt động của anh đã chuẩn bị sắp thành công, cũng như là nghỉ xe cho đám cưới. Thì hồi sáng anh có bàn với một bạn là những hai buổi, một buổi thì là 300 ngàn một người. Thì người đó sẽ chích ra như là chích cũng như là họ chỉ lấy 200, còn 100 đó sẽ gây nhiều quỹ từ thiện đó. Cái hướng tới của nhóm phát huy là như thế. Anh có một số điều gì cần bày tỏ thêm nữa đối với khán giả không ạ? Không, tôi theo anh thì anh không có bày tỏ hết, thì cái đó là do cái mình khi mình đã làm rồi. Thì những cái việc mình làm mình nghĩ cho không cần phô trương quá, mình làm mình tự mình biết. Còn những cái gì không cộng đồng bạn biết muốn biết về mình thì nhìn những hành động của mình mà biết, mình không cần phải nói. Nói chung làm là không cần phải nói, chỉ hành động mình thay lại nói của mình. Anh có ý kiến gì không ạ? Dạ em cảm ơn rất nhiều ha, vì anh đã có một cái cuộc trao đổi hôm nay rất là chất lượng. Thì hy vọng là nhóm mình sẽ hoạt động ngày càng có hiệu quả và mình sẽ giúp đỡ cho rất nhiều cái mảnh đời của tỉnh của mình như là tỉnh ngoài, để làm sao mà cái tỉnh nhà mình ngày càng giàu mạnh, cũng như đất nước Việt Nam mình sẽ ngày càng phát triển sánh vai cùng với các cái cường quốc Nam châu trên thế giới. Xin cảm ơn rất nhiều ha.